Tỏa mộng lâu. Tập 24. Em mà mở vũ trường thì anh sẽ cắt đứt quan hệ với em. Thế lúc trước em bảo anh, nếu anh về nhà chúng ta sẽ kết thúc. Anh có để ý không? Được, cắt đứt thì cắt đứt. Anh cả, vì một vũ nữ như cô, tôi đã nhịn hết lần này đến lần khác. Phải, tôi là vũ nữ. Anh chẳng cho tôi được cái gì. Vậy mà anh còn sợ sống với tôi sẽ vất vả. Anh không được phép khinh thường tôi. Tôi làm việc vất vả như thế là để nuôi con trai anh. Tôi cứ thích mở vũ trường đấy. Anh làm được gì tôi nào? Cô, thôi, đừng mắng nữa. Anh à, anh à, anh đừng đi. Anh cả, anh đừng đi mà. Anh đi thì cô ta mở vũ trường thật đấy. Đây là loại vải thường của cửa hàng chúng ta. Còn đây là loại vải tốt nhất ở đây. Đại thiếu gia, uống tách trà nhé. Cô ấy không cho anh mang đứa bé về đúng không? Anh không nói, cũng không định nói. Em nói vậy cũng không hề có ý gì. Anh không nghĩ cách nào để đưa đứa bé về thì làm sao cho nó nhận tổ quy tông? Nhỡ sau này mẹ đổi ý không chấp nhận nó nữa, vậy thì tương lai đứa bé đó đến thân phận cũng chẳng có. Anh nhất định phải nghĩ cho kỹ đấy. Anh không thể nói chuyện nổi với cô ta. Cố sống cố chết để đến được với nhau, để rồi cãi nhau, chọc tức nhau suốt ngày. Yêu cho ra cho vào, ghét cho ngọt cho bùi. Đạt Thi, em chỉ xin anh, dù cô ấy có làm loạn, có nói gì đi chăng nữa, anh cũng đừng bỏ nhà đi được không? Ban ngày anh đi tìm cô ấy, em sẽ ở đây trong cửa hàng giúp anh. Buổi tối anh đi tìm cô ấy, em cũng sẽ ở nhà che giấu giúp anh. Em chỉ cầu xin anh đừng đi thâu đêm. Bữa sáng với bữa tối cho mẹ nhìn thấy anh, cho con được gặp anh. Bây giờ mẹ cũng nhượng bộ rồi. Em cũng chịu rồi, nên anh đừng vì cãi nhau với cô ấy mà đảo lộn cả cuộc đời. Nhưng làm như vậy thì em được gì chứ? Em không làm vậy thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Em chỉ mong con của em có cha.
Anh xin lỗi em. Chị dâu, Đạt Hải, em có chút việc muốn trao đổi riêng với anh trai. Đạt Hải, em đừng dẫn anh trai em đi khỏi nhà này nữa nhé. Em tự chăm lo cho bản thân thật tốt được không? Nhị nương ở nhà khóc cạn nước mắt rồi, em về nhà đi. Chị dâu, em rời khỏi cái nhà này là để đại nương cho anh trai em trở về. Em đưa chồng chị về đây giúp chị còn trách em. Em đã quyết tâm lấy Châu Tinh về làm vợ thì làm sao về nhà được? Cứ cho là em cưới cô ấy, sớm muộn gì mẹ cũng ép em đến cùng đường bí lối. Mẹ sẽ ép em phải rời xa Tiểu Thư Châu. Em là con trai nhà họ Giang, em sẽ tránh được sự sắp đặt của mẹ ư? Chính vì em là con trai nhà họ Giang, em mới không sợ bà ấy. Bà ấy chắc chắn không nỡ nhẫn tâm với em. Châu Tinh chỉ là con nhà nghèo khó, mặc dù không môn đăng hộ đối, nhưng cũng không đến nỗi làm mất mặt nhà chúng ta. Cùng lắm em tự làm theo ý mình, không nghe theo sắp xếp của mẹ. Bà ấy có thể đuổi em ra khỏi cái nhà này, nhưng chắc chắn sẽ không nỡ trục xuất em ra khỏi dòng họ. Dù sao thì em cũng là con ruột của bà ấy. Nếu em thật sự cưới Châu Tinh về làm vợ, vậy thì đừng hy vọng giữ lại họ Giang nữa, cũng vĩnh viễn không thể về nhà. Nhưng anh có thể giúp em. Chẳng lẽ hai anh em anh không sợ? Không sợ mẹ sẽ biết chuyện ư? Tiền bạc thì anh không giúp được gì, nhưng nếu em có khó khăn gì, anh sẽ giấu mẹ để giúp em. Chuyện quan trọng nhất với em lúc này là khuyên Kim Phượng đi cùng em, mở hiệu may. Chị ấy chắc chắn không chịu đâu. Anh biết không, hai ngày nay chị ấy vừa ý mấy cô nương từ dưới quê lên, còn nói là muốn tìm người ta để hợp tác mở vũ trường. Anh à, anh nghe em đi, nhanh chóng đi khuyên chị ấy, đừng để chị ấy dồn hết tiền để mở vũ trường. Nếu không sẽ không cản được mất. Muộn rồi. Anh đã chỉ cho cô ấy con đường cả anh và cô ấy có thể đi, nhưng cô ấy đâu chịu. Bây giờ chúng ta còn làm gì được nữa? Có lẽ anh và cô ấy đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi. Hiện tại và cả tương lai đều trở nên mịt mù. Các cô phải nghe, phải nhớ cho kỹ. Những cô ca sĩ ngoài kia, họ đều kiếm ăn bằng tài năng của mình. Còn phụ nữ như chúng ta cũng chỉ là bán nghệ không bán thân. Chúng ta tự nuôi sống bản thân, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Chúng ta cứ tự tin mà sống. Nếu có kẻ nào dám khinh thường thì kẻ đó là kẻ khốn nạn. Cô ta đúng là ngựa quen đường cũ. Còn nói gì mà không nên để ý xuất thân. Loại phụ nữ thấp hèn như thế đúng là hèn mạt từ trong trứng. Mẹ, Đạt Thiên đâu? Gọi nó đến đây cho mẹ.
Anh ấy dẫn Hoang Hoang đi dạo ạ. Mẹ, Đạt Thiên cũng rất bực bội. Mẹ cũng đừng mắng anh ấy nữa. Mẹ, con cũng muốn tốt cho mẹ thôi. Mẹ nghe con, đừng khiến anh ấy nghĩ rằng con ở giữa đâm bị thóc chọc bị gạo. Người phụ nữ ấy bất chấp tất cả để mở vũ trường chỉ vì muốn chọc giận chồng con. Đạt Thiên rất tức giận, nhưng mà cô ấy có con với chồng con. Đạt Thiên có tức giận thế nào đi chăng nữa cũng không thể cắt đứt quan hệ với cô ấy. Mẹ để anh ấy đi. Chán rồi, anh ấy tự khắc mang đứa bé về đây. Vậy thì sự việc mới chấm dứt hoàn toàn. Mẹ, mẹ tạm thời mặc kệ người phụ nữ đó đi. Đạt Hải vẫn đang ở chỗ cô gái kia. Vâng, nghe nói hai đứa sắp kết hôn rồi. Nó lấy gì mà kết hôn chứ? Cô giáo dạy học đó nói là cô ấy chấp nhận sống với em ấy, mặc kệ nghèo khó vất vả. Nếu Đạt Hải đồng ý, vậy chẳng phải cuộc đời nó coi như xong rồi sao? Vậy mẹ sẽ tát thành cho nó. Đi thôi. Mẹ, Đạt Hải tới thăm mẹ này. Thiếm Châu, cháu mới từ Thượng Hải về. Đây là quà cháu mua biếu thiếm. Đúng rồi đó mẹ. Mẹ, đưa mẹ này. Em đến đúng lúc lắm. Anh cũng có quà cho em với Châu Hảo. Của hai em đây. Nào, cầm lấy. Cảm ơn anh, Giang Nhị Thiếu. Của em là đồng hồ. Em có thích không? Em thích ạ. Huyên Huyên, con vào trong phòng thu dọn đống quần áo cần giặt giúp mẹ. Giang Nhị Thiếu, cháu đừng tốn kém như vậy nữa. Không phải là vẫn chưa nói chuyện làm ăn thành công sao? Cháu tiết kiệm một chút. Dạ, dù sao thì cháu cũng đi Thượng Hải. Đi vậy mà về tay không thì ngại lắm à. Đúng đó mẹ. Hay là chúng ta vào trong phòng ngồi đi. Trong phòng bí bách quá nên mẹ mới ra đây cho thoáng. Vào đó ngồi làm gì chứ? Thiếm nói phải, ngoài này thoáng mát, chúng ta ngồi đây cũng được. Thiếm Châu, cháu có chuyện muốn bàn bạc với Thiếm. Giang Dị Thiếu, cháu rời khỏi nhà ăn chực uống chực như thế, bây giờ cũng chẳng có việc làm. Cháu liệu xem về nhà đi thôi. Mẹ à, anh ấy vừa mới ra khỏi nhà vì muốn tự lập. Có nhiều việc không gấp được đâu ạ. Vậy mới nói việc quan trọng nhất bây giờ của nó không phải là tìm việc hay sao? Còn việc gì để bàn bạc chứ? Hai đứa nói chuyện với nhau đi. Mẹ còn có vài việc cần làm. Mẹ, Thiếm Châu, đúng là bây giờ cháu chẳng có gì cả, nhưng mà cháu một lòng một dạ với Châu Tinh. Xin Thiếm yên tâm trao quế cho cháu. Cậu dựa vào cái gì cho tôi yên tâm được chứ? Mẹ, mẹ cứ bình tĩnh nghe anh ấy nói đi. Không cần. Những gì cậu ấy nói với mẹ con đều kể với mẹ rồi. Thế những lời mẹ muốn nói với cậu ấy con đã nói hay chưa? Giang gia nhà cậu có quyền có thế, nhưng mà mẹ của cậu như vậy, có đánh chết tôi cũng không đồng ý gả con gái tôi qua đó chịu khổ. Nhưng mà cậu rời khỏi Giang gia đến một xu cũng chẳng có. Tôi không nỡ để con gái mình cưới cậu để rồi sống nghèo khó vất vả. Cháu sẽ không nghèo cả đời đâu ạ. Vậy khi nào cậu làm ăn phát đạt thì chúng ta nói chuyện tiếp. Hai đứa gấp gì chứ? Nếu cậu thích con gái tôi, vậy thì đừng để con gái tôi phải chịu khổ cực. Giang Dị Thiếu,
Không phải tôi không tán thành cậu. Tôi cũng biết cậu thông minh giỏi giang, còn thích con gái tôi đối xử tử tế với nó. Con gái tôi cũng muốn lấy cậu, tôi không hề phản đối. Nhưng không phải là bây giờ. Cậu tới đây để xin cưới nó, không mai cũng chẳng mối, thậm chí chẳng có người lớn đến nói chuyện. Những chuyện này tôi không quá để ý. Nhưng mà sau này thì sao? Cưới nhau rồi hai đứa sống thế nào? Hai đứa tình đầu ý hợp là chuyện của hai đứa. Nhưng tôi là một người mẹ, tôi không đảm bảo được là tôi không thể đồng ý. Cháu hiểu tấm lòng của thím, cháu cũng hoàn toàn đồng ý. Cháu biết bây giờ cháu làm như vậy đúng là rất hấp tấp. Nhưng mà cháu, mẹ, con bằng lòng với anh ấy rồi. Phải, cô ấy nhận lời cháu rồi. Là con bảo anh ấy tới đây để hỏi chuyện cưới xin. Con phải chừa lại đường lui cho bản thân chứ. Con muốn cưới ai, mẹ không cấm. Nhưng mà cưới ra sao? Mẹ là mẹ của con, mẹ không thể mặc kệ. Mẹ biết hai đứa rất thương yêu nhau. Nếu là người yêu của nhau thôi thì mẹ không phản đối. Còn nếu muốn bàn đến chuyện dựng vợ gả chồng, không thể không chuẩn bị gì đã cưới. Bây giờ cậu không có việc làm, cũng chẳng có tiền, đến chỗ ở cũng chẳng có. Vậy thì cưới kiểu gì? Con đây là thấy cậu ấy vì con mà sa sút nghèo khó, con mới mềm lòng. Nhưng con không thể chỉ vì những điều đó mà. Mẹ, con nghĩ căn bản của hôn nhân là tình cảm. Nhà chúng ta nghèo, ghét nhất người khác nịnh nọt. Giang gia giàu có xem thường chúng ta, hiển nhiên là không thể lấy anh ấy. Nhưng mà bây giờ anh ấy không có tiền, ngược lại là chúng ta coi khinh anh ấy. Vậy cũng không thể lấy anh ấy rồi. Mẹ nói bây giờ không được. Vậy bao giờ mới được ạ? Đợi anh ấy có tiền, đợi anh ấy phát đạt rồi hay sao? Lỡ như cả đời này anh ấy đều nghèo khó thì sao ạ? Vậy thì cả đời này con không được lấy chồng mà. Mẹ à, con bằng lòng lấy anh ấy. Vì con tin rằng con và anh ấy sẽ có tương lai triển vọng sáng láng. Nhưng mẹ lo con lấy cậu ấy sẽ tủi thân. Thím yên tâm, cháu nhất định không khiến Châu Tinh phải chịu uất ức nào đâu ạ. Nhưng bây giờ nó đã phải chịu uất ức rồi. Gì mà sẽ không chứ. Mặc dù cuộc sống có chút khó khăn, nhưng đây đâu phải là uất ức ạ. Anh ấy yêu con thật lòng, cũng dốc hết sức mình vì con. Mẹ à, mẹ nên vui thay con chứ, vì con đã lấy đúng người rồi. Mẹ của con ấy thiên vị thật. Đạt Thiên thì được về đây, Đạt Hải thì bị ép đến đường cùng, lại còn bảo ta không được đến chỗ kia. Còn nói xem, mẹ nên nói sao với nó đây? Nó không chịu về đây. Về rồi kìa mẹ. Đạt Hải, cuối cùng con cũng về rồi. Anh cả, anh hai, nó chuẩn bị kết hôn rồi. Nó về đây để nói với mẹ một tiếng. Kết hôn? Mẹ không đồng ý kết hôn gì chứ. Mẹ không đồng ý, con có nghe rõ không?
Con biết mẹ sẽ không đồng ý, nhưng con cũng không về đây để bàn bạc với mẹ. Con chỉ về đây để thưa với đại nương một tiếng. Con dám đến mẹ mà con còn chẳng thuyết phục nổi. Đại phu nhân mà đồng ý, mẹ sẽ liều mạng với bà ấy. Thôi được rồi, thôi được rồi, mẹ nghe đại nương xử lý thế nào trước đã. Anh hai, anh đừng chọc giận cả đại nương với nhị nương như thế. Không nói một tiếng đã kết hôn thì không tức giận chắc. Còn gì khủng khiếp hơn nữa chứ? Nó đi khỏi cái nhà này không phải là vì muốn kết hôn sao? Thưa mẹ, Châu gia đã đồng ý rồi. Hôm nay con về đây đã thông báo với mẹ một tiếng, con sẽ cưới xin Châu Tinh đàng hoàng. Chúc mừng con. Nếu muốn cưới hỏi đàng hoàng, vậy thì con sửa họ trước rồi nói tiếp. Sửa rồi thì sau này có hối hận cũng không bò được về đây đâu. Nếu mẹ không vui, con sẽ chuyển ra ngoài sống. Mẹ muốn cắt đứt quan hệ. Con vẫn là con trai của cha, vẫn là người nhà họ Giang. Nhà Châu Tinh dù nghèo khó, nhưng nhân phẩm tốt đẹp, gia cảnh trong sạch, không hề bôi nhọ nhà chúng ta. Con có thể mặc kệ mà lấy cô ấy, nhưng như vậy là không tôn trọng mẹ. Nếu mẹ không đồng ý, vậy con cũng chẳng còn cách nào khác. Con sẽ thắp hương trình bẩm với tổ tiên, thề sẽ gánh vác tất cả hành vi của mình với tổ tiên nhà họ Giang. Tổ tiên nhà họ Giang tự ta sẽ đối diện. Con thì làm gì có tư cách. Ta không đồng ý hôn sự của con. Ta cũng không cho phép con thắp hương trước tổ tiên nhà họ Giang. Từ nay về sau, con không còn là người trong nhà này nữa. Đại phu nhân, đại phu nhân. Mẹ, con bỏ tay ra. Đại phu nhân, em xin chị, con em nó không nghe lời. Em xin chị khoan dung với nó, chị đừng làm vậy. Chị đã nuôi nó hơn 20 mấy năm, chị có từng làm gì có lỗi với hai mẹ con em chưa? Hôm nay là do nó không muốn làm con cháu nhà họ Giang nữa. Chị còn lo lắng. Chị mà đồng ý với nó thì chẳng há là bôi trò trát trấu. Cưới một đứa con gái nghèo khó, không môn đăng hộ đối, không tôn trọng trưởng bối, đã thế còn sống ở vũ trường, chẳng phải khiến Giang gia trở thành trò cười sao? Mẹ của con là vợ lẽ, con là con của vợ lẽ. Cứ cho là mẹ không thừa nhận mẹ con, liệu mẹ có thể khiến tổ tông nhà họ Giang cũng không thừa nhận mẹ con không? Ta không thể. Ta không thể ư? Đại phu nhân. Mẹ, mẹ đừng tức giận. Con xin mẹ hãy để cho Đạt Hải và nhị nương một con đường sống. Con về nhà được vài ngày, giờ mới chịu mở miệng nói chuyện đấy à? Nếu chị đuổi nó khỏi dòng họ nhà này, vậy thì chị muốn ép em chết. Em xin chị. Nó dám lấy tổ tiên nhà họ Giang để ép chị, vậy chị sẽ cho nó hiểu rõ nó là ai. Được, để em đánh nó. Em đánh chết nó. Em đánh chết nó. Đáng lẽ mẹ không nên sinh con ra. Mẹ đánh chết con. Đại phu nhân, em có thể chết, nhưng em cầu xin chị, cầu xin chị đừng nói những lời như thế nữa. Em cầu xin chị. Mẹ, mẹ cầu xin bà ấy làm gì? Con quỳ xuống ngay cho mẹ. Con quỳ xuống nhận lỗi ngay cho mẹ. Mẹ, chẳng ai có thể quỳ xuống van xin cả đời. Bà ấy muốn đuổi con đi, vậy mẹ đi cùng con đi. Cho dù sau này có sống vất vả, thì cũng tốt hơn phải không lưng uốn gối, không thể ngẩng đầu cả đời ở đây. Mẹ cả đời ăn nói khép nép đều là vì con. Vậy được, mẹ quỳ xuống lại con. Mẹ quỳ xuống lại con được chưa? Mẹ, mẹ xin con. Mẹ xin con đừng cưới. Mẹ cầu xin con hãy dọn về đây hiếu thuận với đại nương của con. Mẹ, con đã quyết ý sẽ lấy Châu Tinh. Con trai bất hiếu, sau này con nhất định sẽ quay lại đây đón mẹ hưởng phúc. Đại nương, con trai. Đừng lại. Ta không phải mẹ cậu. Cậu cũng không phải là con trai của nhà họ Giang này. Muốn đi thì cút đi, đừng diễn kịch ở đây nữa.
Người sinh ra con là mẹ của con, người nuôi con cũng là mẹ của con. Mẹ nuôi con lớn không hơn 20 mấy năm, mẹ đương nhiên là mẹ của con. Cho dù mẹ không nhận con là con cái của nhà này nữa, thì con vẫn tự biết mình là con của nhà này. Mẹ là đại nương của con. Lần này mẹ ép con về đây, con hiểu ý của mẹ rồi. Con không dám oán hận mẹ, nhưng con muốn làm chủ cuộc đời mình. Sau này con không thể ở bên mẹ nữa rồi. Cho dù mẹ muốn cắt đứt mọi tình nghĩa thì con cũng không thể vô ơn. Con là con của nhà họ Giang, cả đời này đều là con của nhà này. Sau này nếu nhà ta có chuyện gì, con sẽ quay lại đây giúp đỡ. Còn dám đi sao? Còn mà đi, mẹ sẽ chết ngay cho con xem. Mẹ, mẹ cho em ấy đi đi. Con dám quản chuyện này à? Con không quản thì quản vào đâu nữa? Đạt Hải muốn cưới, nhưng mẹ với nhị nương cứ không đồng ý. Chẳng lẽ hai người muốn giam giữ em ấy, ép em ấy phải cưới người mẹ mấy không yêu, khiến em ấy đau khổ cả đời mới hài lòng sao? Em cứ làm điều em muốn. Dù Giang Gia không nhận em thì anh vẫn là anh trai em. Còn như vậy là muốn giúp nó sao? Con thì cưới người môn đăng hộ đối, con bảo nó cưới người như kia thì ra thể thống gì chứ? Như vậy thì sao? Con muốn cưới vũ nữ làm vợ lẽ là làm tổn hại tiếng tăm của gia đình. Hôm nay em ấy muốn cưới một cô gái được học hành tử tế, có gì phải hổ thẹn cơ chứ? Vốn dĩ lúc trước không phải mẹ muốn em ấy gả vào đây làm vợ lẽ sao? Mẹ chỉ sợ chuyện này lộ ra, mọi người sẽ nghĩ rằng mẹ đang tìm cớ để đuổi Đạt Hải đi. Còn nói vớ vẩn gì thế? Mẹ tìm mọi cách để ép nó về đây. Con lại nói mẹ tìm cách để đuổi nó đi. Mẹ muốn em ấy về, vậy cho em ấy lấy người em ấy thích, không phải là xong rồi sao? Bây giờ mẹ đã nói muốn cắt đứt quan hệ là vì cớ gì? Chỉ vì em ấy không phải là con ruột của mẹ à? Mẹ không muốn em ấy ở lại nhà này nữa, đúng chứ? Mẹ, mẹ muốn đuổi em ấy đi, cần gì phải tìm cớ? Mẹ nói thẳng là được mà. Con im mồm ngay. Mẹ thật không ngờ hôm nay đã nghe được những lời như thế từ miệng đứa con trai ruột của mình nói ra. Ngần ấy năm, mẹ con nói chẳng nói ta một câu rằng ta bất công, vậy nên con muốn kêu oan cho chúng hả? Từ bé tới lớn, mẹ coi nó như con ruột của mình mà nuôi dưỡng. Còn có gì, nó cũng có cái đó. Con cưới một tiểu thư con nhà danh giá làm vợ, nên mẹ cũng muốn cho nó cưới một người, cũng phải cưới một nhà tiểu thư danh giá. Mẹ làm vậy là sai sao? Ta là mẹ của các con, ta cố gắng dành hết những điều tốt đẹp cho các con, cuối cùng chỉ đổ lấy sự nghi ngờ. Con cãi lời ta, ta nhốt con lại. Vậy con có thấy ta nhốt nó bao giờ chưa? Con ngỗ ngược bất hiếu, ta đuổi con đi. Còn nó giận dỗi bỏ nhà đi bụi, ta đã phạt nó cái gì chưa? Ta đối xử với nó còn tốt hơn con ruột, còn tôn trọng nó, khiêm nhường nó. Ta chỉ sợ người ta tìm ta để kiếm chuyện rắc rối. Vậy mà giờ con lại kể khổ giùm nó. Mẹ, nếu mẹ thật sự coi em ấy như con ruột của mình, vậy mẹ đừng đuổi em ấy đi. Mẹ, em xin chị đại phu nhân, nếu nó không nghe lời, chị đuổi nó ra khỏi nhà cũng được, nhưng em xin chị đừng đuổi nó ra khỏi dòng họ. Em xin chị đấy, em xin chị đừng tuyệt tình như vậy. Chị ác, chị tuyệt tình ư? Được, nếu em muốn con em lấy một đứa con dâu sức sượt to gan như thế, vậy thì chị sẽ tác thành cho em, sẽ giúp em bị một đứa con dâu ép đến không dám ngẩng mặt lên. Chị không biết làm người tốt. Em muốn con em lấy nó, vậy thì lấy đi. Em chỉ muốn con trai em, chứ đâu có nói muốn nó cưới cô ta. Nhưng con trai em nhất quyết cưới cô ta về bằng được. Chị làm người tốt thì em chê. Vậy từ nay về sau, chuyện của con trai em chị sẽ không quản nữa.
Nhưng mà đừng có nhân nhị gì nữa. Nếu em muốn con trai em giữ lấy dòng họ, vậy thì nó không được kết hôn ở bên ngoài. Mẹ đồng ý rồi kìa. Cảm ơn mẹ, nhanh lên. Không cần. Mẹ chẳng hề hài lòng với hôn sự này. Mẹ cũng ghét đứa con dâu kia tột độ. Con muốn cưới cô ta, nói cho cùng đó là việc của con. Mẹ không lo liệu gì nữa. Con muốn cưới hay muốn bỏ cô ta, mẹ cũng mặc. Chỉ là sau này bước vào cái nhà này rồi, vậy thì phải tuân theo quy tắc của nhà chúng ta. Cô ta xuất thân thấp hèn, nếu như không làm nổi, vậy thì ta sẽ đuổi nó đi ngay. Đúng đúng đúng. Để em chóng mắt xem cô ta làm nổi con dâu nhà này được mấy ngày. Nếu cô ta không làm nổi, vậy chị đuổi cô ta nhé. Em tự làm đi. Việc của nhị phòng nhà em, từ giờ trở đi chị không xen vào nữa. Đại phu nhân. Đại phu nhân. Anh thật không ngờ bà ấy sẽ đồng ý. Anh để em suy nghĩ một chút được không? Em đừng nghĩ nhiều làm gì. Có anh ở đây, em yên tâm đi. Em không muốn gả vào nhà anh. Anh cũng không phải không biết. Đại nương của anh không thích em. Nhà anh nhiều quy tắc, cũng nhiều vấn đề. Làm con dâu nhà anh thôi cũng đủ mệt rồi. Anh muốn cưới em, để rồi để em phải chịu khổ ở Giang gia sao? Em đừng nghĩ vậy mà. Chỉ cần em đồng ý lấy anh, vậy thì có việc gì mà chúng ta không thể cùng nhau đối mặt chứ? Anh biết là em không muốn gả vào nhà anh. Vào nhà anh rồi em sẽ rất khổ. Nhưng em hãy tin anh, anh nhất định sẽ giúp em ứng phó bọn họ. Em ứng phó ai chứ? Đại nương nhà anh làm gì có ai ứng phó nổi. Lúc trước bà ấy cáu em, em còn có thể nói lý lẽ với bà ấy. Bây giờ em gả vào đó làm con dâu bà ấy, thì em sống nổi được không? Huyên Huyên, con mang cái này vào kia cho mẹ. Đà Hải đến đấy à, ở lại ăn cơm rồi hẳn đi. Vâng ạ. Mẹ, anh ấy phải về nhà ăn tối. Cậu về nhà rồi à? Vâng. Mẹ, anh ấy đến chỗ Kim Phượng lấy hành lý rồi về nhà. Anh tự nói đi. Nói thì nói, dù sao đây cũng là chuyện tốt. Chuyện con với Châu Tinh, con đã về thưa bẩm với người nhà. Đại nương của con đồng ý rồi. Hơn nữa bà ấy rất mến Châu Tinh. Đại nương nói với con rằng nhất định sẽ để con đúng phép tới cửa cầu hôn, nở mày nở mặt rước Châu Tinh về Giang gia. Nếu vậy thì con gái của tôi không thể lấy cậu được. Nhà chúng tôi không được gả vào Giang gia. Tại sao vậy ạ? Lúc nhà cháu không đồng ý, thím đã đồng ý cho cháu cưới cô ấy. Tại sao bây giờ thì ngược lại, nhà cháu đồng ý thì thím phản đối? Tôi từng nói với cậu rồi, tôi không cho phép con gái tôi gả tới Giang gia chịu khổ. Không phải cậu nói muốn rời khỏi nhà đó, nói là muốn tự lập sao? Tại sao Tinh Tinh nhà tôi đồng ý rồi mà cậu lại về nhà? Nhưng mà người nhà cháu cũng đồng ý rồi mà. Cháu cũng chẳng có lý do gì mà dọn ra được nữa. Vậy là họ đồng ý, không phải đã chấp nhận Tinh Tinh, mà là tìm mọi cách để khiến cậu trở về. Cậu về đó cũng tốt. Xin cậu sau này đừng tới làm phiền con gái tôi nữa. Tôi cũng không giữ cậu lại ăn cơm nữa.
Ăn cơm hay không không quan trọng. Nếu vậy cháu không về nhà nữa. Không về nữa. Cháu phải cưới bằng được cô ấy. Thím bảo cưới thế nào thì cháu làm thế ấy. Bây giờ thế nào cũng không được nữa rồi. Mẹ cậu đồng ý rồi. Là do chúng tôi không đồng ý. Ngoài kia ai cũng nói xấu đặt điều nhà chúng tôi. Vô duyên vô cớ làm hại Tinh Tinh nhà tôi. Bèo xấu nói rằng nó quyến rũ Giang gia nhị thiếu. Tại sao giờ thế nào cũng không được chứ? Không phải Giang gia muốn cưới cô ấy, mà là cháu. Có bước vào Giang gia hay không, cháu cũng chăm sóc cho cô ấy cả đời. Cháu nhất định sẽ khiến cô ấy vui vẻ hạnh phúc. Mẹ, đừng nói gì nữa. Cậu đi đi. Sau này cậu đừng đến đây nữa. Châu Tinh. Mẹ, việc này là việc riêng của chúng con. Đây cũng chẳng phải chuyện bàn bạc làm ăn. Đâu thể nói ngưng là ngưng ngay được. Con còn dám gả qua nhà đó. Người con lấy là anh ấy. Lúc trước con không muốn lấy anh ấy là vì Giang gia. Sao bây giờ có thể vì Giang gia mà không lấy chứ? Châu Tinh, anh quả nhiên không hề nhìn lầm em. Anh đảm bảo anh sẽ không để em phải chịu khổ. Cậu hứa thế nào cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu mẹ cậu trút giận lên nó, cậu có dám đứng ra che chở nó không? Mẹ, con đã đồng ý lấy anh ấy rồi. Vậy thì sau này có khó khăn, con cũng chấp nhận gánh vác. Chỉ có thể không sợ hãi mà thôi. Đại thiếu gia. Đại thiếu gia, đi từ từ thôi. Đại thiếu phu nhân, mời lên xe. Từ từ thôi. Hầu tử, cậu đóng đinh chắc vào. Kim Phượng, đừng cắm điện. Chỗ tôi vẫn chưa xong. Anh xem giúp tôi đèn có lên không. Ấy không được không được, đèn cứ nhấp nha nhấp nháy. Có phải do lượng điện không đủ không? Lượng điện không đủ gì chứ, để tôi xem. Cô ra đây mà xem, nhấp nha nhấp nháy đúng chứ? Trời ơi, sao anh quê mùa thế? Kiểu của nó là nhấp nha nhấp nháy. Nhấp nháy như thế đấy mới thu hút được khách từ ngoài vào. Nếu bây giờ em dừng lại thì vẫn còn kịp đấy. Muộn rồi. Anh không thấy à? Vũ trường Kim Phượng. Em là bà chủ ở đây. Giờ anh muốn em về Giang gia. Em không muốn về đó nữa, quá muộn rồi. Anh mau biến đi. Vợ của anh đang nhìn kia kìa. Anh còn định nói gì nữa? Phú Quý, đi đi. Vâng, Phú Quý, từ từ đã. Em phải chờ anh. Bây giờ em mà về trước, mẹ phát hiện anh không ở nhà, nhỡ mẹ hỏi thì em trả lời sao đây? Để em ở đây chờ anh. Kim Phượng, chúng ta vào trong nói chuyện. Anh thôi đi. Vũ trường của tôi còn chưa khai trương. Mà cứ cho là khai trương rồi, anh muốn vào trong đó nói chuyện yêu đương với tôi cũng phải chi tiền. Phải tiêu tiền. Liệu vợ anh có cho không? Mẹ anh có cho không? Anh vào trong thăm con được chứ. Em muốn bẻ mặt như vậy thì trả con cho anh, để nó theo anh về nhà. Anh muốn dẫn con trai anh theo vậy phải dẫn cả tôi. Anh có làm được không? Mẹ của con trai anh là một vũ nữ. Anh phải hỏi mẹ anh xem bà ấy có chịu không. Hơn nữa, giờ anh là con ngoan cháu ngoan của Giang gia.
Muốn lấy hay không lấy ai, anh có quyết định nổi không? Tôi chịu. Mẹ tôi cũng chịu. Tôi đang nói chuyện với cô hả? Giang gia các người chỉ toàn nói những lời vô dụng. Sao nào? Lúc trước không muốn con trai tôi mà. Sao bây giờ lại đổi ý thế? Lúc trước không chấp nhận Châu Tinh, sao bây giờ cũng đổi ý đồng ý rồi? Đấy là do em trai anh. Cậu ấy dốc hết sức mình nên trước không đồng ý, giờ cũng phải đồng ý. Còn anh, nói được nhưng chẳng làm được cái gì. Nếu tôi lại tin anh nữa thì tôi đúng là ngu như heo. Em có thể vì tình xưa nghĩa cũ không?